xin chào các bạn nha. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là cuối tuần luôn. Và hơi tiếc xíu là hôm nay ngày 23 tháng 12 mình đã bị một sự cố là cấp điện từ lúc buổi sáng sớm cho tới 6 giờ tối mới có. Thì rất tiếc khi mà cái tập mà 1108 ngày hôm nay á, là mình phải dời lại khoảng tầm là gần 8 giờ mới đăng video để mình chia sẻ với các bạn. Thì mong điều này các bạn hãy thông cảm nha. Và qua đó mình cũng đã rút ngắn thời gian xuống làm một cái video là 100 tập tiếp theo. Nói chung là đây là phần 1 của 50 tập thôi. Và chia sẻ ngoại truyện với cốt truyện chính. Thì mong các bạn hãy đón nhận video đó nha. Và bây giờ không bây giờ nữa, chúng ta vào đến tập ngày hôm nay, tập 1108 ngoại truyện nha. Và mình sẽ đưa một tiêu đề trước. Đây, tập 1108 là bí mật ẩn giấu trong những lá bài. Tập này thì như bạn thấy và mình cũng để từng sao luôn. Thì đáng lý ra cái quy luật của nó là nếu như kết thúc năm 2023 là tập 1109 đi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà có vẻ như là bên Nhật họ lại chơi một cái cú vố cho nó không được trọn vẹn cho lắm. Và cái tập 1109 này là phải đến tháng năm mới, tháng 1 năm 2024 mới có. Đấy, tại vì tôi nghĩ đâu là tháng 1, 6 tháng 1 là sẽ có tập 1110 đó, tầm 1110 đấy thì nó sẽ đẹp hơn, con số nó thú vị hơn ấy. Nhưng mà rất là tiếc khi mà đã cái tập 1109 này là tới tận là năm sau tháng 1 mới có đầu tháng. Rồi ok, nói chung là như vậy cũng là bên phần nhà họ muốn có vẻ từ sau là break đấy và không có tập 1109 nha, phải đầu năm mới. Và bây giờ tiếp tục ha, chúng ta vô cái phần mà mô tả như là cái tập này, diễn biến của cái tập 1108 này. Mitsuko và Zenta thích chơi với nhau tại bàn chơi trò chơi, đánh bại được bài trong một hiệu sách cũ. Kuna Yumi Hamura và tiến sĩ Asa đi cùng họ một trong cuộc đối đầu nảy lửa diễn ra giữa Yumi và Hamura. Rất thú vị nha. Tập này có Thông Tin Nhí và Agasa dường như không hiểu được sức hút của họ. Tsukasa Nitta và Naoto Masaki đến đó. Theo Mitsuhiko, cả hai đều là những cao thủ hàng đầu thường xuyên xuất hiện trong các giải đấu game đánh bài. Và đặc biệt Nita là người hùng sử dụng những lá bài rẻ tiền để đánh bại những đối thủ có những lá bài đắt tiền và hiếm. Sau đó Daiso Zaizen, một doanh nhân trẻ, và Osamu Kuno, một nhân viên văn phòng, đến Zaizen và Kuno cũng là những người thường xuyên tham gia các giải đấu. Nhưng Zaizen được cho là được biết đến như là ông trùm cuối áp đảo đối thủ bằng những lá bài hiếm mà anh ta mua với rất nhiều tiền. Mitsuhiko và Zenta tò mò về tấm thẻ hiếm được lấy ra đã bị Zaizen mắng, nhưng chính Masaki đã can thiệp để ngăn họ lại. Với Zaizen, người đang tức giận, Masaki nói: "Bạn có ổn khi tôi bị tách khỏi bạn không?" Baka, đồ ngốc, mà gây ra đâu đó. Có vẻ như Kuno cũng có liên quan. Bầu không khí trở nên nặng nề. Sau khi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu trận đấu, Zaizen đi vệ sinh theo thói quen thường ngày. Kuno, người được lệnh để mắt đến những tấm thẻ hiếm có giá trị của Zaizen, cũng đang theo dõi. Còn Conan và những người bạn của cậu cố gắng di chuyển xa hơn một chút với Mita. Đấy, để không xảy ra ồn ào về việc nó bị đánh cắp. Sau đó đột nhiên một chiếc kệ bên trong cửa hàng đổ xuống và chuông báo cháy bắt đầu kêu inh ỏi. Khách hàng đổ xô đến lối vào trong khi cửa hàng đang hỗn loạn. Tình hình bằng cách nào đó đã dịu xuống nhưng Masaki lại không thấy đâu cả. Ok, cái tập mà 1108 tiêu đề cứ trong tập này ngày hôm nay là như vậy. Và bây giờ chúng ta vô cái tập này nha. Đây là tập 1108 và diễn biến giống như là những gì mà liên quan đến cái cảnh này. Đây là những thẻ bài mà cuộc đấu đầu giữa Ayumi với Hamura, mình tôi đã muốn đợi giữa Zenta với Mitsuhiko này. Đấy, chúng ta vô cái phần opening, chúng ta bỏ phần này nha. Đấy, đây là những bài mà liên quan đến J3 siêu nhân đấy, các bạn thấy không, và rất nhiều thẻ bài khác nữa. Và đây cũng như thẻ bài của con nít mà. Và đây cũng như hai nhân vật mà tôi đã nói trong cái mô tả của ngày hôm nay này. Đấy, là có thể là hai anh chàng này là Zaizen và Kuno chẳng hạn, mà hoặc là Masaki, đấy, hoặc là Kuno, hoặc là Zaizen, ba người nha.
đấy, tại đây là bản raw, bản gọi là bản chính thức đó, cho nên là không phải là bản in-shop, cho nên là mình không chia sẻ các bạn về cái tên họ tên của người này, nên các bạn thông cảm ha. Đấy thì giờ tiếp tục ha, khi mà hai anh này kia bắt đầu giờ cái cuộc đấu bài này, và sau đó thì Mitsuhiko có nói gì đó đó, đây là hai anh chàng mà được trong bộ bài rất đẹp luôn ha, như comment về bài quảng cáo vậy đó. Đấy sau đó thì nói chuyện qua lại với trong cái tiêu đề tôi nói hồi nãy như vậy đấy. Và các bạn, như anh chàng này cũng là một cái nhân vật nữa mà trong bài hồi nãy Kuno Shizen hoặc là Masaki gì đó kiểu vậy đó ha. Đó đây là những bài mà đối thủ đấu trội với nhau. Và các bạn biết những cái bài này á, tôi lại na ná liên tưởng đến cái bộ anime hồi xưa tôi coi là những cuộc phiêu lưu của các thú đây, Digimon đấy, là những cái bài này á, khi mà được công bố lên, khi mà hợp thải hay là tiến hóa là siêu tiến hóa này, nó lại để cái hình nền những cái tấm thẻ bài như này, mà lúc còn học lúc nhỏ mấy cái bài thường hay có một cái tiệm canteen á, tôi thường mua những cái bài này để mà sưu tập nó đủ bộ thì càng hot. Hồi xưa rất là nhiều kỷ niệm luôn với những thẻ bài này đó. Bên Nhật rồi rất là đỉnh về cái việc của quảng bá về cái việc hành này đó. Đó tiếp tục ha, sau đó thì cũng nói chỗ với nhau rồi khinh bỉ khinh thường hay là chọc ngoái nhau, nó rất là được thứ để mà đối đầu với nhau cho nó hợp lý ha. Đấy, sau đó thì nét vẽ thì các bạn cũng đã hiểu rồi, nó chỉ trong tầm cỡ đó thôi. Đấy, có lúc tại lúc dở lúc đẹp thì cái này cũng các bạn đã hiểu ha. Đấy, sau khi mà đến hiện trường thì như các bạn thấy đã có một nạn nhân nằm tại đây đó. Sau đó thì Conan bắt đầu để ý và đây một cảnh sát đến. Ở đây có vẻ như là khu vực của Chiba quản lý, và không có Vigore với Takashi ha, của Chiba thôi đó. Và nước mẹ của Chiba có vẻ như là ok hơn nè, đó nhìn gần thì nó ok nè đó. Còn mấy người kia thì tôi không nói, anh Conan thì vẽ cũng được đó. Và tôi không nghĩ vì sao mà có một số đoạn là nó vẽ nó ok và một số đoạn nó lại rất tệ, tại vì mà biết được một phần nó lại lúc đầu tệ hoặc là phần cuối thì nó lại tốt, cái kiểu vậy hay sao đó khiến tôi rất thất vọng. Lúc mà quay gần thì nó rất là tệ, các bạn thấy nó nhiều nhân vật vẽ nó vô dứt, nó không có cân đối hả. Sau đó thì rồi cự cãi nói chuyện rồi quánh lộn với nhau đó thôi ha. Sau đó Conan đã tình cái như gặp riêng hay gì đó, hay là cố tình này gặp một chàng này riêng ở đây cái hàng vậy, khi mà nói ra những suy luận của mình đó, một nụ cười rất là nguy hiểm luôn ha. Đấy à, coi như Takashi đã xuất hiện rồi, và có vẻ như là anh chàng Takashi này đang điều tra một vấn đề gì đó, cho nên là bắt buộc là anh chàng này phải tham gia vào cái vụ việc kia, cho nên anh dẫn tới đó. À, sau đó thì đây là màn mà phá án mà đã lâu rồi mà chúng ta đã thấy giữa Hiroshi Takasa đấy. Vì chúng ta đều biết là Megure không có ở đây và không có Mori nữa. Mori đấy, cho nên là bắt buộc phải có Asa. Đó, Asa ha. Đấy. Sau đó bắt đầu mà Conan đã dùng Asa làm lá chắn bắt đầu điều tra phá án. Đấy. Sau đó anh chàng này đội nón này là một cái hung thủ coi như là dần lộ diện luôn rồi, nụ cười rất là bí hiểm đó. Lúc này anh chàng này tưởng đâu là có bằng chứng ngoại phạm nên rất là tự tin. Đấy, sau đó thì những gì mà Conan phá án theo lớp của Akasa với Kamenjaba này kia đó, nhìn ngầu hơn không biết, một phân cột của Kamenjaba nữa cũng phải là Kaisuha đấy các bạn. Đấy, cái lần đó là có một màn gọi là cái hoa mê cái bên dây ba rồi chụp hồi ảnh liên tục luôn ấy, trái cả máy luôn, đến nỗi cảnh mà khác nữa ta thấy là Conan bị Ran ôm sát hồn ngực khi mà diễn một cái cảnh nào đó bị quái vật đi đuổi á, mà thấy cái lần đó rất là tấu hài luôn á, rất hài. Và đây là tục về quảng cáo cái bên dây ba một hình này nó đây là khi mà bật chứng không thể chối cãi có lẽ như vậy đấy, khi mà tắt đèn rồi như cái ánh sáng dạ quang hay cái gì đó là dính cái quần nó không có xóa sạch được. Và lúc này thì anh chàng này đã không còn nào để mà chối tội được nữa và buộc là phải nhận tội thôi. Đó, anh chàng này này kể lại quá khứ của mình vì sao nó bắt là giết này kia để giành tấm thẻ. Cái tấm thẻ này là tấm thẻ mà gọi là mắc hay là đặc biệt nhất, là giá cao hay kia chứ, cái vậy như rất nhiều người tranh đua tranh giành cho nó mà lòng tham đấy cái vậy ha. Rồi ok, đơn giản là như vậy thôi. Kết thúc tập anime 1108 và đoạn cuối là vẫn như một màn đối chọi giữa hai bên Akasa và một bên nữa là Genta với lại Mitsuhiko. Đó, đối chọi nhau những cái thẻ bài. À thấy không? Rất là ngầu luôn. Lúc này có vẻ như là
Mitsuhiko với Kizenta thua rồi. Đó. Và đây là review tập sau này. Đó, đã lâu rồi chúng ta thấy được cái cạnh của rất nhiều người liên quan. Sato, Takashi, Ayusha, Babon. Đó, được tự nhiên Konan Hamura. Ok, cái này đẹp này nha. Và các bạn nhìn tuần sau nó hot nhưng mà nét vẽ ôi trời ơi. Tôi hy vọng là không biết có tốt được hay không nhưng mà cũng ok đó. Đó. Đây là review tập sau ha. Ôi cha, tập mới, năm mới luôn. Năm mới nha. 6/1/2024 chứ tuần sau là 30 tay là nó không có đâu. Tuần sau là coi như là rep đó. Nghỉ đó. Đó, vẽ nó vẽ này, vẽ Sato ok. Nhìn con làm chứ, đây là phần 1 nha. 1109 phần đầu. Ngày phát hành là 6/1/2024. Rồi ok. Đến đây là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video tập 1108. Và ở đó các bạn hãy xem video khác mình đã chia sẻ về có vị trí ngoại truyện 105 tập tiếp theo đấy. Trong 100 tập mà muốn chia sẻ các bạn trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc tất cả mọi người của tuần thật nhiều sức khỏe nha, nhiều niềm vui. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video.